Mà Nhung mà trăng chiên mấy cái cây bông quỳnh. Ở dưới là cái đám gì quên rồi ta? Cải hả? Cải keo. Keo hay gheo? Gheo. Gheo. Mà kêu keo mà kêu gheo nhưng mà gheo. Coi coi nó gãy hai cái bông bên này. Bên này nó bị kẹt vô kìa. Sẽ không đem cái chậu kia ra mà trống kia kìa. Đây nè, qua bên này cho nó trống một mình nó cho để bên đây. Cái mình cái cải đó mình ăn lá vậy thôi hả? Ăn lá. Có củ có đồ gì không? Không. Còn mày trồng cái cây gì dưới đây vậy? Cái gì đó? Dưới đây nè. Đây hả? Ừ. Đang gieo hả? Cải. Cải nữa. Cải xanh. Nhà thiếu cải lộn nữa. Cái học rau muống nè, mấy hôm nay nó bị lạnh cho bị đứng lại, chắc phải đóng cái miếng lưới miếng gì à, cái bạc ra tủ mùa ngày lạnh nè. Rồi anh em nó bật cái chậu rồi tía ngửa ra đây bộm mình nhung mà lì ghê, lì mà lụi nữa. Bánh nhìn mở cửa rồi đúng không? Bởi vì mình lên mua ít cái miếng kia về là lợp ở trên cái sườn đây nè mấy mày. Ừ, mất mấy trăm nữa. Gãy rồi, cho nó tức chỗ nào rồi. Hay nó nở một hai ngày à? Hả? Nó nở bông là nó héo à? Héo cây á hả? Ừ, tại vì bao nhiêu dinh dưỡng nó ra cái bông hết rồi. Thì nó bậy héo cây. Ờ, nó dùng hết sức của nó. Ừ. Dùng hết sức nó nở xong bắt đầu nè. Ồ, cái nhánh nhưng mà nó quá trời bông luôn mà, coi nè. Điếm thử. 2, 4, 6, 8. 8 bông, chỗ đây. Rồi xung quanh kia nữa nè, nó mọc lên như nắm vậy đó. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Bốn que gãy hình trái. Rồi 25. Nó gãy hình cái. Còn bên kia nữa. Bên chậu đây kia. Đây ủa chậu đây là hai màu đúng không? Chậu là chậu đây hai màu. Nhà mình là ba chậu hết hả? Bốn chậu. Bốn luôn. Chậu. Năm chậu luôn. Sáu chậu. Ủa. Trước chậu nè bà. Thôi bán đi, đăng ký đăng trên Facebook bán nè. Bữa hôm đăng đây mà con kia nó ở xe qua nó không tới lấy được. Nhiều. Bèo vậy. Trời. Giờ nó có bông. Ừ, chiếc ở đây trồng bán nè. Chậu đây 40 hả? 30 đô, 30 đô 2, 4. Rồi điếm mấy bông? 2, 4, 6, 7 bông hả? 7 bông, 7 bông chậu. Ở kia cậu cây nó đang lớn nè, 70 đô. Cho màu trắng, này màu đỏ. À, hai màu, một loại màu trắng, một loại màu đỏ. 30 đô cho cái chậu này. Ai ở gần inbox mua một cái bông mà cây nhỏ xíu 15 đồng nhưng mà bây giờ nó lên về mà bán 30 đồng này. Bà Nhung bà hết tiền rồi, bà kẹt tiền rồi. Bây giờ tới mùa Covid bà hết tiền rồi, bà bán mà đi chơi nè. Không, hôm trước là đăng lên 30 là mọi người. Là có người được mua nhưng mà do nó ở xa quá nó không lấy được. Đây quảng cáo dùng cho bà Nhung để bán cây quỳnh hai màu, một loại màu đỏ. Màu đỏ là giống vậy hả má mì? Màu đỏ giống đó. Đây các bạn mua ở ngoài nhìn thấy màu đỏ ha, nhưng mà gần soi ở trong á thì các bạn sẽ thấy cái màu cánh sen, màu tím tím, màu đỏ cánh sen. Rất rất là đẹp luôn. Cây này 24 25 bông. Cái đó là ở nhà mình chơi. Còn đây nữa. Rồi chậu đây có bán không? Chậu này bán. Giá đây ai mua? Việt Nam người ta mua cho bên này mua bông mua qua cũng không dễ gì bán mắc đâu. 5-30 thì người ta mua nhanh hơn.
Sao trồng cải nhiều dữ vậy ta? Vừa vừa mình cải không vậy ta? Xà lách cải. Thì hồi đó trồng cải nhiều, nó sao cải nhiều bây giờ nghỉ cải rồi. Ui dạ.